this is Miss Trang. Có một số ba mẹ có tâm sự với cô Trang là cũng rất là muốn dạy tiếng Anh hoặc là tương tác tiếng Anh cho con tại nhà, với con tại nhà, nhưng mà là chưa biết bắt đầu từ đâu, và cũng một phần là lo lắng về cái phát âm của mình, cũng như là không biết là mình nói có đúng hay không. Thì hôm nay cô Trang sẽ làm một cái series gồm 7 video dành cho các ba mẹ. Và 7 cái video này sẽ gồm những cái câu mà cô Trang thường hay nói với Dina từ sáng sớm cho đến tối. Và video đầu tiên cô Trang sẽ dành để chia sẻ về các hoạt động khi bắt đầu một ngày mới. So day one, starting a day. Okay, so câu đầu tiên mà cô Trang sẽ nói khi mà bắt đầu một ngày mới thì mình sẽ gọi con dậy đúng không? Sau đó đánh răng, súc miệng và chuẩn bị để đi học. Okay, sau đó là những cái câu mà mình sẽ cover trong video này. Rồi câu đầu tiên, wake up, sweetie. Dậy nào con ơi. Wake up, sweetie. Wake up, sweetie. Đây mình có thể nói vào đây luôn ha. Wake up, sweetie. Dậy nào con ơi. Rồi, the sun is up. The sun is up. Cô Trang sẽ đọc hai lần ha. Một lần cô Trang sẽ đọc chậm từng âm và một lần cô Trang sẽ đọc nối. Và cô Trang sẽ đọc thêm một lần nữa. Thì cái lần thứ ba này các bạn, các phụ huynh sẽ cùng đọc với cô Trang luôn ha. The sun is up. Nhanh hơn. The sun is up. Đọc nối vô ha. Is up. Rồi lần thứ ba các phụ huynh cùng đọc luôn nha. The sun is up. Là mặt trời đã sáng rồi, mặt trời đã lên rồi. Câu thứ ba nha. Khi mà con cứ nằm trên giường miết không chịu dậy ha, mình nói là it's late sweetie. It's late sweetie. Trễ rồi đó con ơi. It's late sweetie. We need to get ready now. We need to get ready now. It's late sweetie. We need to get ready now. It's late sweetie. We need to get ready now. Okay? Rồi, mình có thể hỏi con là did you sleep well? Did you sleep well? Did you sleep well? Did you sleep well? Mình lưu ý khi mà mình nói nhanh đó, cái âm p này nó sẽ không có bật hơi rõ ra ha. Mình chỉ cần bật môi là được rồi. Sleep well. Did you sleep well? Okay? Tiếp theo ha. Oh, you woke up? Đôi khi là bạn nhỏ nhà mình là chưa gọi mà đã dậy rồi và đi ra tìm mẹ đó. Tại vì mẹ hay dậy sớm hơn mà ngồi làm việc ở phía ngoài. Thì khi mình thấy con ra mình sẽ hỏi là oh, you woke up? Oh, con tự dậy hả? Con dậy rồi hả? Rồi, mình đọc chậm ha. Oh, you woke up. Rồi, woke up có thể nói lại với nhau ha. Oh, you woke up. Oh, you woke up. Rồi. Đây là cô Trang chỉ tay về là các ba mẹ đọc nha. Okay. Come here with mommy. Lại đây với mẹ nào. Khi mà bạn dậy rồi bạn đi ra tìm mẹ thì mẹ nói là come here with mommy. Okay. Đọc chậm ha. Come here with mommy. Come here with mommy. Come here with mommy. Okay. So, nôn lại nha. Tức là mình sẽ gọi bạn dậy nè. Rồi sau đó mình sẽ, hoặc là bạn tự dậy, có hai trường hợp ha. Rồi sau đó mình sẽ nói bạn, con ơi lại đây với mẹ nào. Ok, wake up sweetie. Dậy nào con ơi. The sun is up. Rồi nếu mà chưa dậy thì mình nói it's late sweetie. We need to go now. We need to get ready now. Sorry, we need to get ready now. Câu tiếp theo ha. Did you sleep well? Did you sleep well? Oh, you woke up? Come here with mommy. Rồi, đó là phần đầu tiên. Rồi, sau khi mình đã dậy rồi thì mình phải đi làm vệ sinh cá nhân đúng không nào? Trước khi làm vệ sinh cá nhân mình cần phải đi ra khỏi giường. Okay, let's get out of bed. Let's get out of bed. Trong giọng Anh Mỹ ha, thì cái âm t người ta cũng có thể đọc là d. Okay, get out. Let's get out of bed. Cũng đọc ha. Let's get out of bed. Okay. Rất tốt. Sau khi ra khỏi giường rồi thì mình hỏi con là con có muốn đi vệ sinh hay không? Do you
đi vệ sinh hay không? Do you need to go pee or poop? Do you need to go pee or poop? Nhanh hơn ha. Do you need to go pee or poop? Pee là đi tè ha. Poop là đi tè á. Ok, cùng đọc ha. Do you need to go pee or poop? Very good. Yeah. Thường thì nếu mà con trả lời có thì mình sẽ nói là gì? Go to the toilet. Of course. Okay. Vậy con đi vô nhà vệ sinh đi. Go to the toilet. Nhanh hơn ha. Go to the toilet. Go to the toilet. Very good. Đi vệ sinh xong thì phải rửa tay. Đừng quên rửa tay với xà phòng nha con. Don't forget to wash your hands with soap. Khá là nhiều ông khó nha. Don't forget to wash your hands with soap. Cũng đọc ha. Don't forget to wash your hands with soap. Những cái âm khó quá mình chưa đọc quen, mình cứ đọc chậm chậm rồi mình tăng tốc từ từ ha. Ok. Nè, nhà cô Trang thì vẫn còn nhỏ cho nên là vẫn phải rửa mông cho bạn đó. Còn bạn nào mà lớn hơn thì các bạn có thể tự vệ sinh thân thể của mình. Rồi, now let's go wash your butt. Sau khi mà con đi toilet xong rồi ha, mình có thể nói con là rồi bây giờ mình đi rửa mông nha con. Now let's go wash your butt. Now let's go wash your butt. Okay, very good. Rồi mình ôn lại nha. Lúc nãy là mình gọi dậy, bây giờ là mình sẽ vệ sinh cá nhân. Ok. Let's get out of bed. Let's get out of bed. Đi ra khỏi giường nha. Do you need to go pee or poop? Do you need to go pee or poop? Go to the toilet. Còn nếu mà con không đi vệ sinh mình cũng có thể nói là go to the bathroom. Go to the bathroom, ok? Don't forget, sau khi đi vệ sinh xong thì nhắc con, don't forget to wash your hands with soap. Don't forget to wash your hands with soap. Rồi, tiếp theo nào, let's go wash your butt, ok? Rồi, sau khi đã đi toilet xong, sau khi đã vệ sinh xong thì mình sẽ đánh răng nhé. Let's go brush our teeth. Nhanh hơn nha. Let's go brush our teeth. Có nghĩa là nào chúng ta cùng đi đánh răng nhé. Let's go brush our teeth. Các phụ huynh cùng nói nào. Let's go brush our teeth. Hay mình có thể nói con là go brush your teeth now please. Go brush your teeth now please. Go wash your teeth now please. Okay. Rồi khi mà đánh răng thì mình sẽ đánh như thế nào? Brush your teeth up and down. Up and down. Brush your teeth up and down. Brush your teeth left and right. Đánh răng bên trái và bên phải. Đánh lên, đánh xuống, đánh qua trái, đánh qua phải. Brush your teeth up and down. Brush your teeth left and right. Cùng nói nha. Brush your teeth up and down. Brush your teeth left and right. Excellent. Sau khi xúc miệng xong thì mình phải nhổ nó ra ha, nhổ cái bọt cho nó răng ra. Nhổ ra mình có cái động từ là spit out. Spit cái gì out? Spit the toothpaste bubbles out. Spit the toothpaste bubbles out. Có một số âm khó ha. Quên, một số phụ huynh có thể thắc mắc đây là cái gì, thì đây mình gọi là International Phonetic Alphabet, hay còn gọi là phiên âm quốc tế. Nó giúp cho mình nhìn vô đây nè, mình biết là cái từ ở trên này được phát âm như thế nào cho đúng. Ok. Rồi, spit the toothpaste bubbles out. Nhanh hơn nha, cùng đọc nha. Spit the toothpaste bubbles out. Hay mình cũng có thể nói là nó ngắn gọn là spit it out. Sau khi nhổ ra thì là xúc miệng lại với nước đúng không nào? Rinse your mouth with water.
rinse your mouth with water. Súc miệng lại với nước ha. Rinse là súc lại, rửa lại. Một lần nữa với nước. Rinse your mouth with water. Cùng đọc nha. Rinse your mouth with water. Very good. Sau khi súc miệng xong thì răng đã trắng sạch rồi. Your teeth are clean now. Okay. Your teeth are clean now. Mọi người cùng đọc nha. Your teeth are clean now. Good job. Rồi, tiếp theo ha. Have you washed your face? Sau khi con đánh răng xong, mình có thể hỏi con là con đã rửa mặt chưa? Have you washed your face? Thành hơn ha. Have you washed your face? Cùng đọc. Have you washed your face? Very good job. Rồi, mình cùng ôn tập những cái câu vừa sẽ nói khi mà con đi đánh răng ha. Let's go brush our teeth. Các phụ huynh cùng đọc nha. Let's go brush our teeth. Go brush your teeth now, please. Brush your teeth up and down. Brush your teeth left and right. Sau khi đánh răng thì nhổ ra. Spit the toothpaste bubbles out. Spit the toothpaste bubbles out. Làm gì ạ? Rinse your mouth with water. Very good. Rinse your mouth with water. Your teeth are clean now. Your teeth are clean now. Have you washed your face? Con đã rửa mặt chưa? Rồi mình cùng ôn tập ngày thứ nhất mình đã học gì ha? Đầu tiên là gọi con dậy nào. Wake up, sweetie. The sun is up. It's late, sweetie. We need to go now. Did you sleep well? Oh, you woke up? Come here with mommy. It's a nap. Let's get out of bed. Do you need to go pee or poo? Go to the toilet, honey. Don't forget to wash your hands with soap. And now, let's go. Mommy will wash your butt. Now, let's go wash your butt. Rồi, bây giờ xuống miệng ha. Let's go brush our teeth. Oh, go brush your teeth, please. Brush your teeth up and down. Brush your teeth left and right. Spit the toothpaste bubbles out. Spit the toothpaste bubbles out. Rinse your mouth with water. Rinse your mouth with water. Your teeth are clean now. And have you washed your face? Okay, so that's it for day one, starting the day. Đó là video thứ nhất. Rồi, cô hy vọng là các ba mẹ sẽ bật video này lên, tập nói những cái câu này và sẽ dùng nó để tương tác với con vào buổi sáng. Và nếu các ba mẹ còn có thắc mắc gì hay là muốn cô Trang làm video về cái chủ đề gì mà ba mẹ còn khó khăn thì ba mẹ cứ comment ở dưới ha. Okay, good luck everyone. See you in the next video. Bye bye.